Sáng 7 tháng 2, Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận đơn của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai kiện công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đơn vị tổ chức V-League độc quyền tài trợ V-League. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh cho biết câu lạc bộ chỉ mong những rào cản sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp cần được dỡ bỏ chứ không có nguyện vọng gì khác. VPF cũng chuẩn bị cho việc ra tòa và giải quyết các tranh chấp với Hoàng Anh Gia Lai vốn cũng là một cổ đông của công ty. Cuộc xung đột bắt nguồn từ việc Hoàng Anh Gia Lai đàm phán và thông báo ký hợp đồng với một nhà tài trợ có nhãn hàng nước Tăng Lực vào ngày 15 tháng 1. Điều này được công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho là phạm quy vì họ đã thông báo tại hội thảo bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hôm 26 tháng 12 năm 2022 về ngành hàng độc quyền V-League 2023 gồm nước Tăng Lực và quả bóng thi đấu. Sau khi bị VPF nhắc nhở, Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố có thể bỏ giải. Sau nhiều đàm phán, tối 1 tháng 2 Hoàng Anh Gia Lai đưa ra các đề xuất xoay quanh việc giữ tên gọi nhà tài trợ nhưng bỏ ngành hàng nước Tăng Lực khỏi các vị trí quảng bá, cụ thể là trang phục thi đấu và tập luyện, bộ nhận diện giải đấu, hình ảnh và hoạt động trong sân Pleiku. Sáng 2 tháng 2, VPF đã trao đổi với nhà tài trợ chính V-League 2023 và đồng ý với đề xuất của Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên sau đó Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục gửi kiến nghị lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, còn Bầu Đức tuyên bố sẽ kiện để VPF sửa điều lệ. Mọi việc đúng sai đều do tòa phân xử, tôi tin lẽ phải sẽ thắng, Bầu Đức chia sẻ. VPF từ trước đến nay chưa hỗ trợ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai một việc gì, thậm chí là 10 triệu đồng. Còn ngành hàng nước Tăng Lực, Hoàng Anh Gia Lai đã khai thác trước từ mùa giải 2020. VPF đi sau mà lại cấm chúng tôi. Tôi kiện để sửa đổi điều lệ cho tất cả các câu lạc bộ và đòi lại chữ nước Tăng Lực cho nhà tài trợ mới. Đội bóng phố núi đề nghị các cơ quan này xem xét và có ý kiến để VPF sửa đổi điều lệ V-League 2023. Văn bản được ban hành vào ngày 17 tháng 1 sau khi thống nhất với các câu lạc bộ, trong đó có Hoàng Anh Gia Lai, và được VFF thông qua. Hoàng Anh Gia Lai cho rằng quy định độc quyền của VPF vi phạm điều cấm quy định tại khoản 2 điều 8 luật cạnh tranh. Theo quan điểm của đội bóng phố núi, xét ở góc độ đảm bảo quyền tự do kinh doanh theo quy định pháp luật thì việc độc quyền quảng cáo tài trợ của VPF là không phù hợp. Hoàng Anh Gia Lai cho rằng quy định cấm đoán vô lý của VPF không công bằng, trái với các quy định của pháp luật, thông lệ thương mại quốc tế và thông lệ tài trợ trong hoạt động thể thao quốc tế.